Xin chào mọi người. Hôm nay Lâm sẽ giới thiệu với các bạn về một dự án ở Yên Phong, Bắc Ninh. Đó là dự án Cát Tường Smart City. Thì ở đây, sản phẩm lần này ra hàng sẽ là các shop house tại dự án Cát Tường Smart City. Thì đầu tiên, để đến với cái Cát Tường Smart City này, chúng ta có thể đi theo quốc lộ 18. Từ Hà Nội về đến điểm này nó chỉ khoảng 30 phút, cách sân bay Nội Bài khoảng 15 phút. Và đó là cái bùng binh ban đầu mà chúng ta nhìn thấy, đó là cái bùng binh mà cái lối xuống từ quốc lộ 18 để vào khu công nghiệp Samsung Bắc Ninh, Yên Phong Bắc Ninh. Thì đây là đường gom, đây là hình ảnh đường gom và toàn bộ cái khu công nghiệp Samsung, nhà máy Samsung tại Yên Phong. Thì diện tích của khu công nghiệp này, khu Samsung này nó là 110 hectare. Và vừa rồi thì Samsung cũng đã đầu tư thêm 1,5 tỷ để mở rộng công suất sản xuất tại Yên Phong. Thì đây là cái hình ảnh đường gom trước mặt công ty Samsung. Và chúng ta sẽ đi dọc theo cái đường gom này để chúng ta tới cái đường trung tâm của khu công nghiệp Yên Phong 1. Đây chính là cái đường đôi trung tâm của khu công nghiệp Yên Phong 1 này. Thì tại đây chúng ta có thể thấy dọc cái trục đường trung tâm này thì ngoài Samsung thì đối diện bên đó là trụ sở của Viglacera này, rồi của Lock and Lock này, hay Orion này, những công ty rất nổi tiếng và quy mô lớn đang tụ họp ở Yên Phong 1, Bắc Ninh. Đó, các bạn có thể thấy Orion và Lock and Lock kia. Thì về môi trường ở đây, rồi là về cảnh quan, mình thấy là mặc dù là khu công nghiệp nhưng mà thấy cũng rất là sinh động và eco. Nó cũng khá giống với những cái khu của bên ship họ làm. Thì ở đây cũng có sự eco như thế. Chúng ta chuẩn bị giao lộ ra một ngã ba, đó là cái đường Ấp Đồn đây. Đấy, thì hiện tại tất cả những cái sinh hoạt ăn chơi mua sắm của toàn bộ công nhân của khu Yên Phong sẽ ở khu vực sau đằng Ấp Đồn này. Dân số hay là cái lực lượng lao động ở Yên Phong nếu mà tính tổng thì nó rơi vào khoảng 140.000 người. Nếu riêng Samsung thì hơn 40.000 người, nếu thời gian tới mở rộng thì nó sẽ lên khoảng 50.000 người. Chúng ta cùng đi tiếp để vào con đường trục đôi mà sẽ là nối trục trung tâm, nối xuyên suốt những cái khu công nghiệp tại Yên Phong. Đó là trục đường 54m, nó nối từ khu công nghiệp Yên Phong 1 chạy thẳng một mạch lên khu công nghiệp Yên Phong mở rộng. Và đây chính là điểm mà cái dự án Cát Tường Smart City tọa lạc, đó là mặt tiền đường 54m này. Nhìn từ phía này thì chúng ta có thể thấy một dãy shop house cũng đang được xây thô, đang chờ đường, đó chính là đường 80m. Thì đường 80m này thì quý 2 năm 2022 sẽ được khởi động. Và dự án này nằm tại ngã tư giao lộ đường 54m và đường 80m. Đường 80m này thì chạy thẳng lên thành phố Bắc Ninh. Đây cận cảnh hơn những cái shop house lần này ra hàng. Nó là shop house 6,5 tầng được xây thô hoàn thiện mặt ngoài, bàn giao có sổ đỏ rồi và bây giờ sẵn sàng đưa vào hoàn thiện và khai thác thôi, bởi vì chúng ta khách hàng không phải chờ quá trình xây dựng nữa. Đây chủ yếu các shop house, đây là mặt tiền hay là mặt A, đây sản phẩm ở phía mặt A thì giá của mặt A nó dao động khoảng 8 đến hơn 7 đến 8 tỷ một căn. Đấy, mặt tiền 54m trong cái quần thể khu Cát Tường Smart City này là hơn 20 hect, với tổng dân số về sau nó sẽ lên đến hơn 20.000 người. Để cho các bạn thấy rõ được cái sự tấp nập đông đúc và tập trung của cái khu Yên Phong này thì đây cái live cam này tôi bay, các bạn có thể nhìn thấy cái chỗ bãi đỗ xe của Samsung đây. Đây là một trong những bãi đỗ xe của Samsung để đưa đón công nhân hàng ngày. Đây là dọc cái tuyến đường phía sau Samsung và là tuyến đường ở phía mặt trước của Ấp Đồn. Thì các bạn có thể nhìn thấy một dãy ô tô nó xếp dài khoảng 2 cây số. Đó là những cái ô tô cá nhân và những ô tô vẫn là những cái ô tô đưa đón cán bộ công nhân viên của Samsung. Họ phải để ở dọc tuyến đường này bởi vì chả có cái bãi xe nào to để đủ chứa hết cái lượng xe như vậy cả. Thì ở đây chúng ta cũng thấy được là khu Ấp Đồn này cũng được hình thành từ lâu và nó cũng được dạng như là đất
phân lô bán nền từ xưa, nên là về mặt quy hoạch thì nó cũng không có được mà bài bản. Nó hiện tại vẫn có những cái kiosk hay những cái xây nhà rồi nó dở dang, rồi nó không được đồng bộ. Tuy nhiên người và cái đội ngũ lao động ở đây thì họ cũng chả có sự lựa chọn nào khác khi mà muốn mua sắm, muốn vui chơi giải trí hay là kể cả lưu trú thì cũng chẳng có sự lựa chọn nào mà phải lựa chọn ở đây thôi. Thế thì khi mà cát tường lên thì nó sẽ là cái sự lựa chọn rất là tuyệt vời cho lực lượng lao động ở đây. Đây là hình ảnh mà nó thể hiện cái đông đúc của khu Samsung. Đấy là nguyên Samsung thôi nha các bạn nhé. Còn từ góc nhìn này, từ hướng khu công nghiệp Yên Phong mở rộng, nhìn quay trở lại khu cát tường thì đây chúng ta có thể thấy là từ cát tường mà đến Yên Phong mở rộng nó cũng chỉ khoảng 1 cây số thôi, nó rất là gần. Như vậy cát tường ở đây nó sẽ gần, rất gần, nó là trung tâm, tâm điểm giữa Yên Phong 1, Yên Phong mở rộng và về sau có cả Yên Phong 2 nữa. Tổng 3 khu này là 800 hecta, hiện tại lực lượng lao động là 140.000 người. Thì sẽ là cát tường Smart City này nó cũng là tâm điểm mà vừa là lưu trú vừa là nơi shopping. Đây là hình ảnh mới nhất mà tôi mới cập nhật cho tới cho các bạn để các bạn có cái nhìn rõ nét hơn về cát tường Smart City. Rồi, xin cảm ơn.